Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Trồng vải trứng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân huyện Phù Cử. Hưng Yên thu hút thêm 55 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư vào các khu công nghiệp. Đổi mới sáng tạo, chìa khóa hiệu quả để doanh nghiệp vượt khó. Sức nóng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự phiên chính thức của đại hội vào sáng nay, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng 170 đại biểu chính thức. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào tập trung tuyên truyền vận động, tạo được sự đồng thuận của nhân dân cho công tác giải phóng mặt bằng, các công trình dự án trên địa bàn, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Hàng năm, quỹ vì người nghèo các cấp của thị xã vận động được từ 700 đến 800 triệu đồng, hỗ trợ cho 100 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, tổ vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các khu dân cư. Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp cụ thể. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đại đoàn kết, nâng cao chất lượng hiệu quả thực chất các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, phát huy hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó cần quan tâm đổi mới hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đại hội hiệp thương cử 45 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử 17 đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 16. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tặng đại hội bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, đồng thuận. Sáng nay, Đảng ủy phường Lê Lợi thành phố Hưng Yên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 18 đảng viên. Đến dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Thơi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời trao huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng. Đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời chúc các đảng viên và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cống hiến kinh nghiệm trí tuệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng nay, huyện Phù Cử tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, huyện Phù Cử tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung trong Nghị định số 21, qua đó góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới, huyện Phù Cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh phù hợp với thế trận khu vực phòng thủ. Nhân dịp này, một số tập thể cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21. Nhân dịp tháng công nhân năm 2024, hôm qua tại thị xã Mỹ Hào, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở Y tế tổ chức Ngày hội tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động. Tại ngày hội, 338 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động trong tỉnh được đội thăm khám tổng quát, kiểm tra huyết áp, điện tim, siêu âm ổ bụng, khám chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe nhằm phòng chống một số bệnh thường gặp và được nhận thuốc bổ.
Tại ngày hội, 38 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động được nhận quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó hơn với doanh nghiệp. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Công đoàn viên chức tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, mùng 5 tháng 6 năm 2004, mùng 5 tháng 6 năm 2024 và tổng kết tháng công nhân năm 2024. Công đoàn viên chức tỉnh Hưng Yên hiện nay đang quản lý 56 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 2.600 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. 20 năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Có gần 250 đề tài khoa học, đề án, sáng kiến được triển khai thực hiện. Trong tháng công nhân năm 2024, Công đoàn viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, có hội thao thu hút sự tham gia của hơn 500 đoàn viên công đoàn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh trao tặng 52 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, 10 tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong tháng công nhân năm 2024 được nhận khen thưởng. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công, hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam. Tiêu biểu là hai chương trình chung tay xây dựng nhà ở đối với người có công và hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019-2020 và chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở năm 2023 trở thành điểm nhấn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua chương trình, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận được 142 tỷ đồng từ nguồn vận động cùng ngân sách nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu hỗ trợ cho 2.358 người có công, hộ nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ gần 174 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019-2020 hỗ trợ xây gần 1.500 nhà, năm 2023 hỗ trợ xây và sửa chữa 855 nhà. Kết quả trên đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,86% năm 2013. Nhận thấy quả vải trứng đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân, những năm qua các địa phương tại huyện Phù Cử đã khuyến khích bà con tích cực chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Ngoài xã Phan Xào Nam nổi tiếng với cây vải tổ và sản lượng lớn, các xã khác trong huyện đã bắt đầu xây dựng những vùng chuyên canh trồng vải trứng. Nhận thấy nhu cầu của thị trường lớn, giá trị của quả vải trứng rất cao. Những năm qua, ông Vũ Hồng Ngân tại thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, mạnh dạn mua thêm ruộng của nhiều hộ dân khác để trồng loại cây này. Hiện ông là một trong những hộ có diện tích trồng vải trứng lớn nhất của huyện Phù Cử với khoảng 13 hectare. Vụ vải năm nay, ông thu khoảng 10 tấn quả, ước thu trên 1 tỷ đồng. Dòng đây là đã được coi là cấp Việt Gáp, mình làm an toàn thực phẩm, sạch sẽ. Vì lượng phân bón và chỉ dùng hữu cơ, thuốc thì là phải vi sinh, làm cho những quả vải nó đẹp và ăn cho nó chất lượng và đảm bảo cho người tiêu dùng. Thời điểm này, vườn vải trứng của ông Trần Văn Lợi tại thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân đang tất bật thu hoạch vải để đóng hàng giao cho khách. Trước kia, ông Lợi chỉ trồng cây ăn quả, tính manh mún kém hiệu quả. Sau khi nhận thấy chất đất tại địa phương phù hợp với cây vải trứng, ông đã mạnh dạn chuyển đổi trồng 2 hectare vải trứng. Quả vải trứng to như quả trứng gà, ăn có vị ngọt sắc. Vụ vải năm nay đã có khoảng 70% đơn đặt hàng với giá bán 130.000 đồng một kg. Thu nhập của cây vải trứng là nó so với trồng lúa là rất cao. Mà thị trường thì bây giờ đang cái nhu cầu cái thị trường của cây vải trứng là nó vẫn còn thiếu. Tôi cải tạo hết phòng cây vải trứng này đã được 7 năm rồi. Cái sản lượng nhà dự tính khoảng 6-7 tấn, đơn đặt sang cả
chuyển vào miền Nam mang sang Nhật Bản. Minh Tân thì có một cái lợi thế là chúng tôi có cái vùng thổ nhưỡng nó rất gần với lại cái cây vải tổ của Phan Xào Lan, cho nên cái định hướng về việc phát triển cây vải trứng Hưng Yên ở địa bàn Minh Tân là trong những năm gần đây chúng tôi đã có một cái diện tích khá khá và đã cho cái thu nhập ban đầu là rất là tốt. Về cái việc là cái thương hiệu của cái vải này thì nó đã được ghi nhận và là ở trên toàn quốc rồi, cho nên là cái việc cái thương lái có một số người mà muốn phá giá thì định hướng của chúng tôi là bà con phải tin tưởng vào cái chất lượng của mình và căn cứ vào cái định hướng chung chỉ đạo của ủy ban dân huyện. Hiện toàn huyện Phù Cừ có khoảng 320 ha diện tích trồng vải trứng tại các xã phía Bắc gồm Phan Xào Nam với 280 ha, Minh Tân khoảng 20 ha, Quang Hưng gần 20 ha. Chỉ trong một năm qua, diện tích trồng vải trứng tại các xã đều tăng từ 5 đến 10 ha. Trồng vải trứng giá trị cao giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, thu nhập gấp hàng chục lần so với trồng lúa. Nhiều hộ thu lãi từ 500 đến 1 tỷ đồng một năm. Thời gian tới, huyện khuyến khích người nông dân tìm những vùng có chất đất hợp với cây vải trứng để phát triển loại cây này. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng phải gắn liền với quy hoạch vùng trồng và dựa trên nhu cầu của thị trường. Trong tháng 5 năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thu hút đầu tư được trên 55 triệu đô la Mỹ, trong đó tiếp nhận mới 5 dự án gồm 4 dự án đầu tư nước ngoài. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút đầu tư được 539 triệu đô la Mỹ, trong đó tiếp nhận mới 32 dự án gồm 21 dự án đầu tư nước ngoài và 111 dự án đầu tư trực tiếp trong nước, tổng diện tích đất cho thuê lại là 95 ha. Hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp được tăng cường, đẩy mạnh. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị xúc tiến đầu tư để mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp. Ban quản lý các khu công nghiệp đã xây dựng, ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 48 giờ đối với các dự án thuộc lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư, đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt do các tập đoàn đa quốc gia đăng ký thực hiện có quy mô vốn đầu tư tối thiểu từ 6.000 tỷ đồng trở lên. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo là thông qua khoa học công nghệ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh, tạo ra thị trường mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm lãng phí, nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều thử thách như hiện nay, thì đổi mới sáng tạo là chìa khóa hiệu quả để doanh nghiệp vượt khó. Chính hệ thống quản lý bằng công nghệ và những máy móc được cải tiến do sáng kiến của các kỹ sư Việt Nam đã giúp cho doanh nghiệp Nhật Bản này tại khu công nghiệp Thăng Long 2 tiết giảm được chi phí, nâng cao năng suất lao động hơn trước. Còn với doanh nghiệp may này, một chiếc máy cắt như thế này có thể tạo ra năng suất lao động gấp chục lần so với công nhân làm thủ công trước đây. Còn chiếc máy trải vải này thì chỉ cần một người vận hành nhưng năng suất gấp từ 5 đến 6 lần so với hai công nhân thực hiện thủ công như trước. Trước những khó khăn của ngành may khi giá gia công giảm, khó khăn trong vận tải quốc tế, áp lực cạnh tranh thì một trong những hướng giải quyết đó là công nghệ. Làm thế nào đó để cho đẩy nhanh cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, quản lý bằng công nghệ số, đưa thiết bị tiên tiến vào để đưa năng suất lên. Và mặt khác nữa thì cũng phải đào tạo người lao động để cho cái tay nghề tốt lên. Đổi mới sáng tạo là quan trọng, thậm chí còn được cho là yếu tố sống còn với các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Doanh nghiệp mà muốn phát triển thì phải có sự sáng tạo, phải có sự đổi mới, và nhất là trong bối cảnh hiện nay thì trên thế giới thì mọi thứ thay đổi không ngừng. Chúng ta thấy là sự thay đổi về công nghệ, sự thay đổi về bối cảnh, về kinh tế, xã hội, nếu như mà bất kỳ ai đứng lại thì sẽ đều tụt hậu và đều sẽ chết. Nên tất nhiên là đổi mới sáng tạo là bắt buộc đối với doanh nghiệp. Trong hành trình đó thì có nhiều kênh mà doanh nghiệp có thể tìm đến để nhận được sự đồng hành, hỗ trợ. Đổi mới sáng tạo là một trong những công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất, giúp doanh nghiệp đón đầu công nghệ mới, đưa cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thành cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản nhất thì đổi mới sáng tạo là quá trình chuyển hóa từ tri thức thành giá trị, mang lại lợi ích, lợi nhuận và các giá trị phát triển. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, tổng lượng mưa và cường độ của các cơn bão áp thấp nhiệt đới năm nay được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa bão. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động sẵn sàng ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đê điều trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, kiểm tra thực tế các công trình, các yếu tố đe dọa mất an toàn đê điều thủy lợi, xây dựng phương án hộ đê theo phương châm 4 tại chỗ, bố trí đủ vật tư,
lực lượng, phương tiện kỹ thuật và con người sẵn sàng ứng phó khẩn cấp khi có sự cố, tổ chức phát quang mái, chân đê trong phạm vi bảo vệ công trình để phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện sự cố. Các địa phương, đơn vị hoàn thành tu bổ, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, phấn đấu hoàn thành các công trình đê điều, thủy lợi xong trước ngày 15 tháng 6 và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có mưa bão. Ngoài ra, phải kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về thủy lợi, đê điều, nhất là tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, bến bãi, xây dựng công trình lớn trái phép trên bãi sông. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các nhà trường khẩn trương thực hiện. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2024, tỉnh Hưng Yên có trên 17.700 thí sinh đăng ký dự thi. Thời điểm hiện tại, các trường trung cơ sở đã cơ bản hoàn thành công tác ôn tập kiến thức cho học sinh khối 9. Một số trường đã dừng việc ôn tập tại trường để học sinh tự ôn tại nhà và chuẩn bị tâm lý bước vào kỳ thi. Đối với 31 điểm thi, các trường trung phổ thông tập trung tổng vệ sinh trường lớp, đảm bảo 752 phòng thi được bố trí đầy đủ số bàn ghế, hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, niêm yết danh sách thí sinh, các nội quy phòng thi, đồng thời trang bị camera theo dõi phòng chứa đề thi, bài thi, vật tư y tế. Trước khi kỳ thi diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi. So với mọi năm thì số lượng thí sinh năm nay đăng ký tương đối đông. Nhà trường cũng phải chia ra làm hai cái điểm thi, dự kiến tất cả mọi phương án và chuẩn bị mọi thứ, các phương tiện để đảm bảo cho cái kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả, nghiêm túc và đúng quy chế. Tại tỉnh Hưng Yên, dù năm nào cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng cũng chỉ có khoảng 70% học sinh có cơ hội vào các trường trung học phổ thông công lập. Điều này khiến cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn trở nên nóng bỏng. Năm nay, Thành và tất cả học sinh lớp 9 của trường trung cơ sở Dại Trạch, huyện Quái Châu đều đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 vào trường trung học phổ thông Trần Quang Khải. Năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào ngôi trường này tăng cao. 816 thí sinh dự thi, nhưng sẽ chỉ có 396 em trúng tuyển. Tỷ lệ chọi là 1 trên 2,1. Điều này không chỉ khiến những thí sinh dự thi như Thành lo lắng, mà cả thầy cô, gia đình cũng cảm nhận được sức nóng của kỳ thi. Cái lượng đăng ký vào lại vượt qua cái dự đoán của em, nhưng mà các cô cũng đã ôn tập và đưa ra các chuyên đề để chúng em học tập để có được kết quả khi đi thi là tốt nhất. Cá nhân tôi thì cũng đã có những cái lời cảnh báo với học sinh là năm ngoái tỷ lệ cái điểm của trường Trung Khải thi vào là nó thấp như thế, thì năm nay rất có khả năng cao là các nơi khác sẽ về đông. Tuy nhiên thì cũng vận động viên các em là các em vẫn cứ cố gắng, mỗi một môn mà các em cứ cố gắng thêm được khoảng 100 câu chẳng hạn thì đó đã được một điểm. Lo lắng cũng là tâm trạng chung của thầy cô và các em học sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở Trung Hưng, huyện Yên Mỹ. 80% học sinh trong lớp lựa chọn thi vào trường trung học phổ thông Minh Châu. Tỷ lệ chọi là 1 trên 1,88. Số còn lại đăng ký vào trường trung học phổ thông Yên Mỹ cũng cạnh tranh với tỷ lệ 1 trên 1,6. Sức nóng từ học sinh này, sức nóng từ giáo viên này, sức nóng từ phụ huynh làm cho kỳ thi vào lớp 10 công lập thật sự là cuộc đua sẽ dành cho những bạn thật sự là quyết tâm và cố gắng. Em và các bạn đồng trang lứa đã và đang nỗ lực tích cực cho cái giai đoạn nước rút này, tập trung ôn các kiến thức mà mình chưa vững, giữ gìn sức khỏe cũng như là đảm bảo cái tâm thế tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Ngoài những học sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên được đăng ký thêm một nguyện vọng trúng tuyển vào các trường không chuyên, thì thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng mà không được sửa nguyện vọng. Hàng năm, trung bình chỉ có khoảng 70% học sinh Hưng Yên có vé vào các trường trung học phổ thông công lập. Số còn lại sẽ buộc phải học tại các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Càng ở các huyện có dân số cơ học cao, kỳ thi vào lớp 10 lại càng căng thẳng. Kỳ thi năm nay, một số trường có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao đột biến như Trung học Phổ thông Yên Mỹ, Trung học Phổ thông Văn Lâm, Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão, Trung học Phổ thông Trần Quang Khải. Tỷ lệ chọi của những trường này là dao động từ 1 trên 1,5 đến 1
1/9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.